hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tra cứu bản đồ quy hoạch quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đến 2030. Đầu tiên, mọi người vào Google tìm Gulen, sau đó nhấp vào trang gulen.vn. Nó sẽ hiển thị ra màn hình như thế này, sau đó mọi người ấn vào bản đồ quy hoạch để kiểm tra nha. Nó sẽ hiển thị ra màn hình như thế này, ấn vào khu vực, chọn tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, quận huyện là quận 9, rồi bấm tìm khu vực, nó sẽ hiển thị ra khu vực mà mình muốn chọn nè. Bạn có thể có 5 cách để tìm vị trí thửa đất, bao gồm định vị, khu vực, địa điểm, góc ranh, tờ thửa. Kéo thanh trượt bật chế độ vệ tinh để kiểm tra lại vị trí thửa đất. Nhấp vào phần đo vẽ để vẽ ranh đất. Nhấp vào phần ký hiệu đất để kiểm tra xem đất của mình thuộc loại đất quy hoạch nào. Ví dụ như SKT, đó là đất khu chế xuất. Bạn kiểm tra tất cả các loại bản đồ để tránh rủi ro nha. Vào ngay gulen.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.